Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Đấu Bắc Tùng và Hello đến bạn. với giáo án của Boy One Charm Tmall máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kèo Tmall đối đầu cùng với Nasus để xem là Tmall của máy chủ siêu cấp Trung Quốc sẽ xử lý kèo này như thế nào nha. Let's go. Ok, vì anh em yêu cầu mình làm con Tmall của máy chủ siêu cấp Trung Xin Quốc rất là hỏi nhiều rồi, mặc dù mình đã làm rất nhiều nhưng các bạn nói là dạo gần đây chưa thấy Tmall máy chủ siêu cấp Trung Quốc comeback. Ngày hôm nay có luôn giáo án cho anh em, đánh cùng với Nasus khu đường trên. Nasus mang tốc hành, còn Dưới điện Tmall thoại thì mang theo cho mình trên đó là toàn thanh máy tẩy, ngọc tái thở, thì anh em cứ xem như trên màn hình nha. Sẵn sàng tấn công, đắc thắng, huyền thoại tốc độ đánh cùng với đốn hạ, bảng phụ mang mau lẹ cùng với thêm một cái giải bắn năng lượng nữa. Cấp 1 để xem nâng Q hay nâng E. Đánh Nasus đường trên mà gặp Tmall mắc khó chịu luôn. Chưa kể là cái phép bổ trợ thanh tẩy này nó có thể là phép bổ trợ không tạo ra được một áp lực solo queue quá lớn so với thế đốt. Nhưng bù lại thì kèo này rất cần đến cái thanh tẩy này để đánh cái thế rút lui, trong khi Nasus Onin bằng chiêu cuối cùng với cái lão hóa ha. Đây là một cái trick cũng khá hay đấy. Nhiều bạn sẽ không biết cái trick này đâu. Chỉ những người chơi Boy on Charm, Tmall mà đánh nhiều, đánh lâu thì mới biết cái trick đánh cái thanh tẩy đấy thôi. Và cái anh chàng này thì tên anh chàng này là E3. Nhiều bạn thì có thể đọc lái sang thành Abe, nhưng mà Abe chắc đánh Susan bên kia rồi. Rất nhiều trick của Tmall đi được. Ở Việt Nam cũng có một Boy on Charm 19 triệu. Thực ra Boy on Charm cũng không đúng, bởi vì theo như thông tin tôi nhận được là ông chủ quán net ở Hòa Bình có cho những người chơi đến chơi free với điều kiện là thằng nào ngồi vào máy đấy phải chơi con Tmall và phải chơi cái nick đấy. Nên mới lên được 19 triệu thông thạo. Thế là cả làng biết chơi Tmall luôn. Cấp 1 thì nâng E để ăn lính cùng với cấu rỉa cho nó đau, chứ còn nâng Q thì cũng không hard rush được mấy và cũng không cản được con Nasus farm Q quá nhiều, cooldown nó hơi lâu. Cấp 1 bước lên, đánh tay nấp vào bụi cỏ liền luôn. Nasus chỉ tung E ăn lính thôi. Và các bạn thấy là E3 đã cộng cho mình đó là cái... Ôi, đường dưới có chiến công đầu cho Ashe rồi kìa. Rất tốt. Cộng cho mình đó là kháng phép đánh cái kèo này. Đánh cái kèo này Nasus chỉ có nâng E, sau đó nó E từ xa ăn lính và nó cấu rỉa thôi anh em ạ. Tmall là vị tướng kém hồi phục, còn nếu như bị Nasus nó chơi theo dạng là nhẫn đau ra mà nó e liên tục ấy là thở oxy, con Tmall này tụt nó tụt máu nhanh lắm. Farm thì rất tốt, chỉ trượt mất một con mà thôi, và Nasus đang liên tục phải quăng e lính từ xa như này. Né cái e ra nhá. Ok, không bị cấu gì ha. Khởi đầu rất tự tin với phong ấn cùng với tái sử dụng. Để ý dừng đối phương một chút nha anh em nhé. Nasus không được farm Q rồi. Bước lên ngay lập tức bị ăn một tình huống AQ. Nấp vào bụi cỏ lấy nội tại và sau đó tiếp tục lao lên. Áp lực liên tục, Nasus ăn một lính là trả lại một đánh tay vào đầu nha. Tận dụng bụi cỏ rất tốt để che sát thương từ lính, nhưng mà lát hit thì trượt mất vài con rồi. Mắt còn nhưng chưa cắm quá vội. Nasus đang liên tục phải ăn lính bằng E. Vừa rồi là một tiếng dùng Q để mic dam ăn lính nên là chưa hát được nhiều lắm. Nhưng mà Nasus này thở oxy ha. Mang cả giáp cả kháng phép rồi đấy ạ. Nasus cũng rất biết chơi ạ. Hụt xe, hụt xe, hụt xe. Quay lại ăn xe trả máu đi bạn. Không có thiêu đốt để có thể khó chịu. Không có thiêu đốt để có thể dứt điểm, nhưng mà vẫn đang cấu gì liên tục bấm luôn hai bình lên. Đấy, đau 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 bạn, đau bạn. Harad gì đau dữ à. Nasus bấm bình lên luôn rồi. Ui, có đánh nhau, bật W chạy vào luôn. Bật W chạy vào luôn, backup, 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 backup. Đường dưới thì tim gãy rồi. Nida thì khá lâu và E3 thì di chuyển vào, thấy đối phương ở đây lao phóng trúng vị trí của Axan. Đó là pha lao lên từ vị trí của Kale à. Ôi, Kale hơi yếu nhưng có trích hỗ trợ thì không yếu tí nào. Ui, Axan giết được vị trí của Nidalee rồi thổi mù Salad. Salad không có tí đam nội tại nào cả. Và sau đó là mạng đầu tiên dành cho E3 trong ván này. Axan đang tàng hình thì bị độc đốt, không còn bao nhiêu máu cả, chạy đi đâu đấy, có bùa đỏ dưới chân, quay ngược trở lại đổi mạng ạ. À, đổi mạng với tôi này, đổi mạng với tôi, hai bùa hai mạng, ok chưa. Nasus không thể nào đi được, chẳng thể nào đi được cả. Đẩy cho ba wave vào đầu thế thì đỡ làm sao. Nánh lá cho anh em nhá. Nánh lá cho là món chuẩn bị đầu tiên mà Tmall hướng tới. Để đường khỏe. DPS có. Phải có DPS mới chơi được con Nasus này anh em ạ. Chấp nhận là không đi được con Nasus ở level 3, level 4, nhưng mà bù lại thì có hai mạng trong rừng và cứu cho rừng một tình huống bị cướp. Cứu xong thì không biết là con Nidalee có comeback được hay không, hay lại báo nữa không. Rồi, té đây, té đây, té đây. Mid là con Kale khá yếu, may là con Trick nó lên trên anh em ạ. May mà Trick lên trên chứ không thì Nidalee yếu như vậy cùng với Kale thì cũng không biết là phải xử lý như thế nào. Nasus không có phép bổ trợ tốc biến, chỉ có tốc hành mà thôi. Tốc hành chạy đi bạn ơi, tốc hành chạy đi bạn ơi. Hai bùa dưới chân, chạy hộ bạn ơi.
Nida chỉ búp E để ăn axit thôi. Một mạng nữa dành cho E3. Tuyệt vời. Sương sương ba mạng sớm ha, nhưng mà đứng dưới không biết kiểu gì hơi lủng đấy nhá. Trích trở lại đứng dưới nhưng có vẻ là bị Akshan nó khoan nát bét cái bot rồi. Nhiều khi chết hai nữa cũng nên. Ây da, cái bot nát bét rồi anh em ơi. Thôi rồi, bot nát mới có thể kiểm chứng được cái khả năng carry của con Teemo đứng trên. Đây là con tướng carry nhưng mà thực ra là để carry với Teemo không dễ tí nào. Đặc biệt là đánh ở rank cao thì người ta rất biết cách để cắm mắt. Đây không phải là cao chính, không phải là cao bậc thách đấu. Đây là người chơi người ta xử lý kỹ năng không phải là bậc thách đấu đâu nhưng mà cũng là mức rank không thấp đâu anh em nhé. Tầm kim cương cao thủ gì đấy, kim cương. Kim cương xịn luôn á, không phải kim cương 4 đâu nhá. Lúc này thì hết bùa đỏ rồi. Một tướng bị dính lão hóa và không tiếp cận được nữa. Nasus đứng giật giật luôn ạ. Căng dữ vậy bro. Bro Nasus thấy đường dưới xanh sao đang bắt đầu là múa may quay cuồng rồi. Đường dưới gãy liên tục ạ, Nida lại báo nữa rồi. Nasus thấy cánh dưới xanh ha, chiêu chiêu đi bro. À, bật lính đang rất to và Nasus chấp nhận để đối phương đẩy trước mình ăn sau. Big Way này mà không có dừng lên đai thì cũng hơi uổng. Một mình con Teemo này sợ là không giết được con Nasus vì nó khá trâu. Và khi có Teemo level 6 thì thường những người chơi đi rừng cũng không có ý định ganh khu đường trên quá nhiều đâu nha. Bạn thấy nó Sylas đánh xuống cánh dưới hoàn toàn rồi đó. Thổi mù nhả nấm ra, nấm nổ vào Nasus. Nasus có ngăn lên 6, thanh tẩy lão hóa và đánh liên tục, đánh tay liên tục. Flash lên đánh tay quỳ. Đi bộ ra được không đây? Đi bộ ra. Ok. Này thì giật giật một Big Way và tự tay băng trụ chứ không cần dừng nữa. Một giáp trụ trang. Chưa thấy Akshan đâu. Chưa thấy Akshan đâu, chỉ thấy Sylas ở mid thôi anh em ạ. Về gấp, về gấp, về gấp, về gấp. Akshan lên là rách việc. Chấp nhận không ăn một giáp trụ. Cái cán giáp trụ đấy cũng không đủ tiền đánh đa son nên thôi cứ về thôi cho an toàn. Tầm này mà Akshan nó shutdown được cái mạng con Teemo 4 mạng này, nó xuống cánh dưới nó ganh thì trick với cả át chắc là thở bằng măng tai anh em ạ. Mua giày giày 2 luôn. Đủ tiền mua cái giày 2. Tốc độ đánh nó cực kỳ cao. Chỉ là lúc này mất hai spell này thì con Nasus nó lão hóa một cái là dừng Sylas lên bắt ai e vào chắc là cút. Nhưng mà cần phải giải nấm nhá, giải nhiều nấm càng nhiều càng tốt. Giải để chống con Sylas lên gank anh em ạ. Đang không có spell như thế này mà cầm lợi thế lớn như thế này rất dễ bị shutdown nha. Rồi bắt đầu giải nấm ra để defend đã. Đẩy đường thì tốc độ đánh như thế này là đẩy vô tư rồi. Nasus bị kiểu biết phạt được bao nhiêu quy rồi nữa. Không được chơi điện tử anh em ạ. Big Way đang tràn trụ chuẩn bị đón lính thì nó băng trụ cho một quả khá thốn. Và dùng thanh tẩy để giải lão hóa anh em nhé. Nên sắp bắt đầu di chuyển đi ganh con kêu thì phải. Nghe này xuất đi ganh nghe nấu hốc quá ha. Đứng dưới Nida lại báo rồi, trời ơi là trời. Bot đánh cái gì mà double kill cho Akshan rồi, 5-1 Akshan rồi các bạn ơi. Ad cũng đã ra đi và team cánh dưới gãy phải gọi là không còn gì để nát hơn nữa. Đừng nói Nasus đi solo sứ giả nhé. Đừng nói Nasus nãy giờ đi solo sứ giả nhé bro. Nếu mà không đi solo sứ giả thì chỉ có đi solo cóc hoặc solo blue thôi. Chứ tôi không nghĩ là nó dám đi solo bãi chim hay là bãi bùa đỏ hay là bãi đá đâu. Ê, mắt kiểm soát cắm ra. Đấy, 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 đấy. Đi solo sứ giả thật anh em ạ. Chạy đi bạn ơi, lão hóa chạy đi bạn ơi. Lão hóa chạy đi. Nó chạy được thật kìa. Mà tốc hành chạy luôn ạ. Nãy giờ ông ấy không farm, ông ấy chạy vòng vòng, ông ấy không có gì làm, đi ăn sứ giả luôn rồi. Cũng là một tiếng xử lý khá hay đấy từ Nasus. Bởi vì nếu mà không ăn là con Teemo ăn mất đấy. Không ăn hồi Teemo đẩy Big Way trào trụ nó ra nó ăn à. Nhưng mà ăn con sứ giả này trả một cái giá không hề nhẹ một tí nào nha. Và cái trick căn bản cho tất cả những người chơi Teemo là đặt nấm làm sao mà nó giữa hai way là ăn được 6 con thôi. Đại băng tiễn từ xa đang cố dướn ăn cái giáp trụ ạ. Thấy Akshan nó thấy Sylas lên rồi và chưa về ạ, không có spell anh em ơi. Không có nấm luôn. Mắt kiểm soát đối phương cắm ra rồi và kêu đang lên. Ok 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 back về back 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 back. Phải tham cái giáp trụ để lấy cái nanh na so chứ. Phải dướn thôi anh em ạ. Có dướn mất mạng cũng phải dướn thôi. Cũng may là đối phương đi nửa đường, đối phương giật về.
Trick ramming ra mid, mà Leona đâu ra đây? Ôi, Leona xách máy quét lên top rồi anh em ơi. Nó đẩy lợi thế từ dưới lên trên rồi. Samira 4 mạng, Akshan 6 mạng. Xanh điên. Hai con AD nó xanh nhưng mà gặp Teemo thì cút hết. Băng trụ à các bạn ơi, có thanh tẩy không? Chưa có thanh tẩy, Leona đi đâu đây bạn? Cho thu thuế phát, sẵn sàng tấn công phát. Unstoppable lại báo nữa rồi, trick gỡ được mạng của Sylas. Đặt nấm vào con xe, nó nổ là 6 con lính đều lan dam anh em nhé. Và nấm nó nổ thì mỗi con đánh xa sẽ còn một hit đánh nữa để có thể triệt tiêu. Thì bạn cứ đánh tay mỗi con xa một cái rồi đặt nấm ra là bay hoặc là ngược lại. Game mà. Leona lên phá hết nấm rồi. Cắm mắt lại. Đặt nấm ra. Giữ cái mắt này lại để có thể bắn con Aesir nếu mà nó chui vào bụi anh em nhé. Giữ lại, giữ lại. Một tình huống AQ. À, ok. Cứ vào đủ tầm là đánh tay thôi anh em. Đam to. Công nhận các bạn là sau khi nó có đánh đa sau đam rất rác rồi. Nhưng mà đánh tay như này là không phá trụ được rồi. Samira có cho mình cú double kill và trick gỡ được một mạng nhưng lại gỡ mạng của hỗ trợ đối phương. Nexus cầm mắt sứ giả back về ha. Rất chịu khó nhịn nhục đến từ Nexus. Tiết kiệm nấm, không quyết định giải nấm ra để clear nhanh cái wave bởi vì thực ra là cũng không nhanh hơn so với đánh tay là bao. Tàng hình lấy nội tại và phá trụ thôi anh em ơi. Hạn chế Harass Nexus nha anh em nhé. Bị lão hóa rồi. Tiếp tục đứng tàng hình lấy nội tại nhưng bị Nexus e và có người lên, đó là Sylas. Sylas lao lên với máy quét. Đi lên gank con Teemo bắt buộc phải có máy quét rồi. Akshan lại có mạng đi đa chết mạng thứ 10 rồi ông. Vai nổi ạ. Nấm nổ trúng và Nexus đang có định back về và có thêm Leona nữa. Có thêm con Leona nữa. Tàng hình ở đây nhưng mà coi chừng nha. Đối phương có tới 3 người à. Nexus nghĩ là E3 đã về và Sylas cùng với Leona cũng vậy. Sau khi nghĩ như vậy thì quyết định là ra khu đường giữa đến từ vị trí của Leona cùng với Sylas. Nhưng mà Nexus giữ vị trí là khá tỉnh đấy nha. Thanh tẩy lão hóa đánh từ nhà đến trường mới hết tốc hành chưa, làm gì có tốc biến, cút luôn. Trong khi đó khu vực đường dưới vừa rồi team A3 lại tiếp tục lan ra chết tiếp vị trí của Ash. Và thậm chí tình huống đó thì Akshan cũng đã hồi sinh đồng đội luôn thì phải. Đây chính là sự lợi hại của thanh tẩy trong kèo đấu cùng với Nexus khu đường trên. Vì đối phương không có tốc biến nên là việc êm vào là rất dễ. Và thậm chí đây là cái trụ trọn vẹn 5 giáp trụ dành cho E3. Cánh dưới thì chưa mất trụ anh em ạ. Cánh dưới mặc dù bị đai liên tục nhưng chưa mất trụ. Trụ một toàn bản đồ dành cho E3. Ok. Đường dưới thì vừa rồi là một tình huống Sylas đổi mạng với Kale ha. Mất trụ luôn rồi. Bách về, bách về. 10 số phong ấn đắc ám cùng với 2.200 tiền. Hai mảnh quyền trượng. Hai mảnh quyền trượng đổi máy quét và bán luôn tái sử dụng để hướng tới cho mình một cái mắt kiểm soát đi ra. Bây giờ thì đối phương đang muốn tấn công mạnh khu đường giữa với con sứ giả mà Nexus solo được. Nexus cũng đã bắt đầu bị thua rất nhiều CS, bật luôn chiêu cuối bổ trụ đấy từ Nexus ạ. Đánh căng thế, từ từ nào. Bỏ bạn đây, bỏ bạn đây. Bỏ ra bạn ấy, bỏ cái trụ ra bạn ấy. Đặt nấm chi tiêu sứ giả trước, thổi từ nhà đến trường đại bằng tiễn hay nhưng mà lốc kiếm cũng hay đến từ vị trí của Samira. Đánh tay liên tục và chưa có thổi mù nên chưa dám quay lại. Samira quyết định quay ngược trở lại. Và sau đó là hoàng hùng liên xạ, tốc biến ra, đánh tay liên tục trả lại đến từ E3. Sát thương đột, sát thương đột là đủ nhưng mà Ad lại ăn mạng thế này thì... Còn Ad lại ăn cái mạng đấy. Đổi 3, đổi 3. Ok, 3 đổi 3. Double kill cho Ad. Thôi rồi, Ad ăn cũng được. Ít nhất là cũng là một ADC Nidalee 07 rồi anh em ạ. Ping rồng liên tục đến từ vị trí của Trick nhưng mà trụ hai đường dưới quay như thế kia không ai đón à. Một pha lao ra đến từ E3 để có thể tử thủ và thủ thành công cái trụ mid rồi. Nhưng mà đây là tình huống Akshan đu E và 1v2 quăng quy thì Adflash được nhưng mà Kale yếu quá. Kale yếu quá và Akshan nó cân 3 là có thật anh em ạ, vãi nồi chưa. Kale còn đúng một chấm báo đi về, Trick đang tàng hình đi ra. Còn E3 chạy thẳng đến khu đường trên, bỏ rồng rồi. Bỏ rồng đón quay thôi. Tầm này mà ăn xong con rồng là nhiều khi không biết có ăn được hay không. Team fight thì thua. Còn lấy sức đường trên nó sẽ phải free cái trụ đấy ạ. Thôi thì lên top, mất rồng thì mất thôi. Akshan khỏe quá, Samira cũng khỏe nữa. Su cánh dưới đánh kiểu gì cũng thua anh em ạ. Dừng Nida thì bây giờ chắc là tác dụng duy nhất là búp E lấy tốc độ đánh dành cho các carry như là Kale hay là Trick, Ad, Teemo. Đánh mất rồng vậy. Ping sứ giả 2 này, đánh sứ giả 2 đấy anh em. Ra đây solo sứ giả vô tư luôn. Nhưng mà có đồng đội ra thì ăn nhanh hơn một chút.
đỡ mất công chạy vòng vòng phá mấy cái điểm yếu sứ giả. Giải bác quả nấm ra bắt đầu solo rồi. Nhanh lên đi đa, còn tha bẫy chim nữa. Ăn xong sứ giả về ăn chim mất ai đâu. Giờ ăn chậm một nhịp nó ra đến nơi cái là lại bỏ mạng ở đây. Phóng lao lại còn xịt nữa ông. Ok, back về luôn, back về lấy quyền trợ ông nhỉ. Thêm quay nữa, thêm quay nữa. Back. Đứng cover cho Nidan ăn xong ăn cua thôi, ăn lâu vậy. Yếu điên anh em ạ. Mỗi lần đi ra đều phải xách theo một cái mắt kiểm soát, mà đồng đội đứng giữa vừa rồi thì át lại gãy rồi. Tin tạ giữa. Thằng nào vừa đạp nấm dẫn đến việc là Tmo của E3 đã kích full số của quyền trượng rồi. Đặt nấm ra clear way và còn thanh tẩy nên không sợ Leona mở ha. Ping con mắt này rồi nhưng mà đang thiếu người như thế này đánh nổi ông ta. Trick tàng hình lao lên và E3 cũng bắt đầu lao lên với con sứ giả. Trick bật chiêu cuối bắn rồi. Còn lốc kiếm tốc biến lên bắn đến từ Trick. Một tiếng đánh tay và sau đó thì thổi mù. Hỏa ngục liên xạ có hai mạng nhưng sau đó trả mạng lại đây. Thế mà không có shutdown à? Thế không có shutdown cho E3 à? Một đổi hai ạ. Trick bắn cùng với Nida không có tí đam nào cả. Đánh với Samira một tí không có kiệt sức đánh cũng khó. Có mạng cho Tmo của E3 nhưng mà lúc này thì đồng đội lại gãy liên tục rồi. Ad lại chuẩn bị thăng thiên rồi. Axan đang dí nhưng mà may là Ad về được. Chưa mất R. Quét sâu cánh để lẻ và hạn chế con đấy sớm một chút nha. Để nó pha một hồi nó vừa đam to nó vừa trâu đấy anh em ạ. Ê có xe lát té anh em ơi, có cả Axan té anh em ơi, xin lỗi bạn ơi. Full số quyền trượng rồi nhưng mà đối phương có tới 3 người ở đây. Đặt nấm thằng nào vào đây. Axan chui vào, face check với Tmo và sau đó thì bị đốt, độc đốt có vẻ là chưa đủ rồi. Tốc biến không có, đối phương tốc biến lên nó đạp nấm nữa thì bị chết cái Axan. À cút chưa. Không lách được E2 cái chứ. Axan đu E thẳng vào quả nấm chết luôn anh em ạ. Trick bắn nhưng mà cảm giác là không có tí đam nào cả. Có Ad phía sau với cái đại băng tiễn sẵn sàng cover. Nhưng mà đó là một tiếng thái dương Axan thiên đỉnh kiếm vào. Trick sắp cút rồi. Ồ hay thế nhở. La phóng lại xịt rồi. Leona la vào đấm liên tục. Tốc biến qua hồi máu từ Nidalee đi nhưng mà không cứu nổi. Samira lên có định cân 2. Nó cân 2 được đấy ạ. Nhưng có người phía sau là con đấy sớt đang đến nữa thì phải. Đúng rồi. Đồ ba đang tính điêu cái gì đấy ạ? Ngọn lửa hay là có thời gian cho kêu farm rồi này, kêu 12 rồi này, cũng tạm tạm đấy. Ngọn lửa hay vũ đấy nhở? Phải lên đồ đam thôi anh em ạ. Giờ tổng này mà lên đồng hồ đúng là không biết ai carry cái game này luôn. Tầm lên đồng hồ rất là thiếu đam đấy nhá. Cứ đặt quả nấm ra lâu lâu lại có thằng đà phải lại kích full số quyền trượng, đỡ mất thời gian tích số. Còn nguyên con sứ giả này, bây giờ khoét lên trụ hai đường trên lấy 600 không nhở? Sợ là đẩy đến nửa đường đối phương kéo người lên cũng nên. May là có Axan đường dưới rồi. Axan đường dưới nên mới tự tin đẩy như này nhá. Nó mà ở đây thì phải hết sức dè chừng. Nhưng mà có Axan thì nó cũng bị một vấn đề là bị thổi mù thì nó cũng bị mất đam tương đối. Silas lao ra. Bắt hết kỹ năng vào cua rồi. Quyết định cướp cua đến từ E3 chứ không phải là PK với đối phương và đồng đội đứng dưới vừa rồi thì Axan lại giết được kêu nữa. Rất là khó đánh. Tin buồn báo về liên tục. Đây là một con Tmo farm vượt thời gian anh em ạ. Để ý bây giờ các bạn mới thấy. Farm rất tốt theo thời gian đến từ E3 và bây giờ thì miss xe luôn rồi. Đặt nấm ra phòng thủ. Đẩy đường bằng những đòn đánh tay, gọi luôn sứ giả ăn trụ 2-600. Có nơi sớt ở đây cũng chơi được anh em nhé. Một mình có nơi sớt thì không thành vấn đề. Dăm ba còn cho phốc. Full số của quyền trượng này. Trụ trước người sau, nơi sớt phá được sứ giả. Chạy đi bạn, chạy đi, lão hóa đi. Bật đứt lên, lão hóa thanh tẩy bắn luôn. Chết chắc rồi gì nữa, trụ cuối lên. Trụ cuối không kịp. Cũng may là Nasus đã giết được con sứ giả chứ không là đẩy trụ 3 luôn đấy anh em nhé. Vừa rồi thì trong nhà chính Trick đã đổi mạng cùng với Leona. Đó là một tiếng đổi không tệ tí nào. Đánh tay mỗi con một cái để độc đốt chết. Và sau đó thì put luôn tới trụ 3 anh em ạ. Put luôn tới trụ 3 đối phương. Và đồng đội trong nhà đã có một tiếng phòng thủ tốt. Một phát chống băng trụ hay với team của E3 và Axan. Đừng để nó giết người, nó hồi sinh người là không ăn được nhà lính đâu à. Đừng để nó giết người. Nó giết được con Nidalee cũng đỡ đấy, nó giết thằng nào mà đang gọi là kẻ
vô lại là rất mệt đấy nha. Hay quá nhờ, giết được cả Akshan nữa. Đồng đội trong nhà đã có một tiếng phòng thủ tốt. Với thế 4-4 ở một game đấu mà đối phương có hai carry rất xanh, đó chính là vị trí của Samira cùng với Akshan. Có vẻ team kia đánh ẩu rồi. Ping Baron nhưng đồng đội ra rồng thì thôi chịu, mình đành phải ăn rừng trên rồi sau đó thì về mua đồ thôi anh em ơi. Rừng trên cũng chỉ còn một bãi. Nếu mà đồng đội chạy thẳng lên Rush Baron thì vẫn có cơ sở, vì thực ra team này là team tay rất dài với 5 con tay dài cùng với một lượng DPS lớn. Mũ phù thủy gánh team thôi anh em ạ. Thêm cái đồng hồ cho an toàn không? Không, mua thêm cooldown với một cái sách quỷ để hướng tới có thể là đồng hồ cát ở món trang bị thứ tư, hoặc là nếu như trong trường hợp mà các bạn cần phải gánh team ấy, trong trường hợp này chẳng hạn thì lên càng nhiều hồi chiêu càng tốt. Và những món trang bị hồi chiêu tốt nhất thì nó có thể là cái động cơ vũ trụ. Tất nhiên đồng hồ vẫn là một option an toàn để các bạn có thể đánh theo dạng là carry tiến sau, nhưng mà thực ra carry tiến sau bây giờ cũng không ai vào tiến trước được cả. Trick hỗ trợ vừa có một tiếng sát thương rất tốt, nhưng mà sau đó thì sao? E3 tốc biến lên để đánh tay và đổi mạng được hay không đây? Không có đồng hồ rồi. Thổi mù đánh tay liên tục và sát thương đã đủ rồi. E3 vẫn sống và tàng hình ở bụi cỏ này. Samira chết luôn ạ. Đó là một tình huống mà không, đó là vị trí của Trick chết luôn ạ. Dịch chuyển được dùng và Samira đang yếu máu rồi. Và đó là một tiếng đứng thổi mù và có mạng double kill dành cho E3. Một tình huống xử lý tình huống cực hay anh em ơi. Cứ tưởng như là con Temur này bị bắt lại là chết quả này rồi. Đối phương ép Baron một quả với lợi thế hơn người và chỉ có 3 thành viên ở đây mà thôi. 3 versus 5 và Trick đã có một cú W giật E cực kỳ thốn. Đối phương mở ngược trở ra và Akshan đã vòng ra phía sau, nhưng mà đánh tay liên tục tốc biến thổi mù và Akshan đu E rút lui và sau đó bị độc đốt cực kỳ đau. Thậm chí là như đạp nấm bên kia chết luôn thì phải. Quả này thì Sadat lại không đủ sát thương. Ui, còn đúng 30 máu anh em ạ. Tàng hình trong bụi cỏ này và chờ đồng đội tay này xuống đến từ vị trí của Kale để có thể vét mạng. Đó là tình huống mà Akshan cùng với Sadat đã bị con Temur này thổi chết và sau đó làm cú double kill nữa. Đánh cho E3, mũ phù thủy rồi sát thương rác điên. Còn đúng một thằng đây sớt nữa thôi. Đâu, đây sớt đâu rồi, giật giật nữa đi bạn. A cẩu đâu rồi, A cẩu. A cẩu ở nhà đi defend Mega rồi, Baron lật kèo anh em ơi. Gánh muốn điên luôn ạ. Bây giờ team fight một sát thương tuyến sau tốt như là Temur, nhưng mà tuyến đầu thì có ai tanh đâu các bạn. Pha đấy còn không có con kêu nó búp R nữa. Bắt buộc phải liều thân lên mà PK tuyến đầu thì biết sao giờ. Mà PK tuyến đầu thì vừa rồi may là có flash, chứ không có flash chắc là cút rồi. Nhưng khi thua team fight luôn ạ. Một tình huống tàng hình đấy từ Akshan nhưng Sylas. Ôi Sylas đồ vương sống kìa. Ơ kìa, đốt E, không đủ đam rồi. Thôi cút rồi, còn này cút rồi anh em ơi. À, mất hai mạng, mất tương đối nhiều thời gian Baron đấy nha. Hơi ẩu rồi. Cũng may lúc này không có mục tiêu lớn gì cả, không có rồng, không có trụ nào cho đối phương push thẳng vào, đối phương đang có định push trụ mid ạ. Push đến trụ mid là nhiều khi có Temur nó hồi sinh rồi anh em ạ. Quả này là E3 có thanh tẩy nha. Tôi không biết là nếu đánh tập trung một arc thì con Temur này của E3 được bao nhiêu điểm thông thạo của Temur nữa. Mình chắc chắn không thể nào vượt qua được cái arc của chủ quán net bên Thái Bình rồi. Quán net đấy chắc là 24/24 giờ có người chờ trực để đánh Temur anh em ạ. Đánh lúc nào bố mẹ gọi về ăn cơm thì thôi chứ. Lò đào tạo Temur, lò đào tạo ăn trăm Temur của thế giới luôn rồi. Ngày xưa thì có làng này làng kia, làng gốm, làng chài, làng tùm lum. Giờ có làng đào tạo Temur nữa. Trick tàng hình lao lên bắn đi bạn, thái dương hạ san khép góc mà thôi. Trick lao lên làm chậm thành công và giật E rồi. Samira mất máu khá nhiều, mất nỏ lao vào với lốc kiếm và sau đó bị Temur thổi, nhưng sát thương Temur chưa chạm vào thì đã chết rồi. Akshan lao lên nhưng vẫn không phải đu E về. Vừa rồi chung cuối từ kêu đã được dùng lên người của Trick rồi thì phải. Leona đang lao vào bị thổi cực kỳ đau và Nasus cũng tương tự là như vậy. Bị lão hóa nhưng thanh tẩy lên, bật đứt chạy lên và tiếp tục tìm kiếm mạng hạ gục mà thôi. Đó là một tiếng Salad tung chung cuối của kêu bị thổi mù, bị đánh tay. Đó là một lượng sát thương đốt rất đau nhưng đồng đội đã vét cái mạng vừa rồi và E3 không có mạng nào cả. Nasus còn lại một thân đơn thương độc mã bị thổi cực kỳ đau và độc đốt chắc chắn là chết rồi. Chết chắc rồi anh em ơi. Ôi độc Trick đốt chứ mà độc Temur đốt chết ạ. Còn một thằng nữa. Còn Akshan nữa, ra đây bị thổi mù cái đã hết đam.
Trích tàng hình lên solo của mấy Aksan, coi chừng nó hồi sinh đồng đội nha. Coi chừng nha, ui kia thằng Trích, đừng có chết. Con mẹ nó, báo, báo thật sự rồi. Ui, viên tím luôn, đâu hiểu kiểu gì. Đúng quá. Tục thật sự. Con Aksan nó hồi sinh nguyên team anh em ạ. Tự nhiên vừa quét sạch đối phương xong thấy nguyên team đi ra hết. Thế là nguyên team này đi về hết. Thằng thì bắt về được, thằng thì đi về một đường hàng không anh em ạ. Bốn con báo anh em ơi. Top con trồn này gánh bốn con báo cánh dưới. Khô mẹ lời luôn, không nói cái gì nữa. Báo quá báo luôn. Bây giờ con Aksan mười mấy mạng. Nó cầm vô cực nó ra, nó quăng cho vài bốn mươi răng thì chắc là nguyên team mỏng mỏng này xỉu ngang hết. Nó đánh dầu anh em ơi, đánh dầu nha, bị kích cái gì, bị kích cái găng xích vào đầu rồi đây này. Thằng Nasus nó mua găng xích nó kích vào đầu rồi anh em ạ. Tính là Nasus chỉ chì farm cũng được đống CS chứ ít gì. 108 CS chứ ít rồi. Bên kia cũng có một vài thanh niên kim cương 4 thật anh em ạ. Hạt này của E3 như team cương 2, kim cương 3 gì đấy. Rồi, Leona bị tụt máu không phanh mà chết luôn rồi. Rồng dành cho team E3, tốc độ di chuyển là cực kỳ cao. Với động cơ vũ trụ bị lão hóa lần này không có thanh tẩy rồi. Tốc độ làm chậm đến từ lão hóa khiến cho E3 lết những bước chân cực kỳ mệt nhọc của con Teemo Panda này. Đối phương lao lên với một tình huống bắn đến từ Aksan nhưng có chiêu cuối đến từ Kale. Aksan bắn không chết ai cả. Trick yếu máu, Trick đã phải lên bảng và hồi sinh thành công vị trí của Leona. Sau đó bấm đồng hồ, cố gắng đứng lại để bắn tốc biến còn. Bắn thằng nào bây giờ? Bắn tạm thằng Sylas giết nó trước vậy. Tốc biến ra thả diều né E2. Đánh tay kích sẵn sàng tấn công và chắc chắn độc đốt sẽ khiến cho vị trí của Sylas lên bảng. Tàng hình sau đó thì đi ra nhấp nhả liên tục. Bây giờ một mình E3 đang phải chống cả Mafia đấy ạ. Backdoor à? Ra đi tìm đường backdoor anh em ơi, nhưng không được rồi. Thôi ăn trụ hai đường dưới vậy. Đằng nào đối phương cũng không thể nào có way để mà... Ôi thằng nào đập đấm chết rồi kìa. Tục ác. Tàng hình lấy nội tại chờ lính vào sau đó phá trụ ha. Tốc đánh là cực kỳ cao đấy. Tốc đánh này gần 2 chấm anh em ơi. Đối phương đang có định end mid nhưng mà có hai thằng nó sao mà end được. Trick nó ra, át với ra rồi. Thôi xong rồi, end thôi anh em ơi. Giữ nó lại tao end game cho. Giữ hai thằng đấy lại, át ơi, có đại bằng tiện bắn ra đi bạn ơi. Bắn đi, đừng chờ gì nữa. Đúng rồi, dịch chuyển bọc đầu đi từ kêu giữ chân nó lại. Nasus không phải đối, có lão hóa rồi đấy. À nhầm, có cái thanh tẩy rồi, không sợ lão hóa. Di chuyển bọc đầu và bắt được hai thành viên đối phương là end được. Không cần phải backdoor nữa. Bây giờ một mình đánh ba trong nhà thì cũng hơi khó. Aksan chết, Samira cũng kêu cái gì đấy. Sao mà 4 đánh 2 mà chết một thằng rồi, đây rồi. Samira quyết định quay ngược trở lại vì thấy con Teemo phía sau. Oh my god. End mid thôi anh em ơi, khỏi Baron. End mid. Way mid là đèn rồi. 40 giây đếm số đến từ Samira. Rất thông minh khi không quyết định đứng lại đánh nhau với Nasus làm gì cả. Mặc dù nó rất xanh vì đối phương còn Sylas nữa. Và Aksan nó cũng hồi sinh kịp nữa, không end được. Aksan lao ra nhưng đó là một tiếng duel, giết được một người và hồi sinh lại vị trí của Leona rồi. Tục ác. Nida đã giết được Aksan rồi và sau đó thì thanh tẩy chạy anh em ơi, Nasus bổ là khá đau ạ. Nasus bị thổi mù và không bổ được nữa rồi. Sylas lao vào đồ vương, đánh tay liên tục, sát từng đốt là cực kỳ nhiều đến từ Trick cùng với Teemo. Và Sylas sắp cút rồi. Sylas bị giật e, quay lại đồ vương để hồi máu nhưng mà đồ vương kịp hay không, đồ vương sau đó bị cắn chết rồi. Đó là một tiếng Leona lao ra, 1 đánh 3, 1 đánh 2. 1 đánh 2 thì chỉ có cút thôi. Thái dương Aksan làm choáng và sau đó bị độc tên bầu độc của con Trick nó đốt cực kỳ đau, lướt đai tên lửa lên cắn và trừng phạt lấy mạng hạ gục. End game được hay không khi đối phương đã có người hồi sinh, đó chính là vị trí của Samira. Vẫn chưa end à các bạn? Ủa? Vẫn chưa end luôn. Vẫn chưa end được, căng thế nhờ. Áp cái đồng hồ lên thôi anh em ơi. Áp cái đồng hồ, một cái dược phẩm vào. Má Teemo thổi mù là những con như đây xuất nhìn đúng cùi luôn á. Như bị thịt luôn. Ngon cơm. Gánh đến cấp 16 của Kale rồi đấy anh em ạ. Gánh tới cái cục nấm luôn rồi. Aksan có cho mình đó là một cái khăn giải thuật. Samira thì có thanh tẩy và mua cho mình đó là bán luôn đồng hồ, mua Banshee cho nó đỡ bị mở từ xa. Tôi thấy con Samira mua cho mình cái ra thiên nhiên luôn ạ. Sợ Teemo này vãi.
Thực ra là đội hình này cũng có nhiều AP mà. Có một mình con có một mình con Ashe là xuất từ vật lý thì phải lao lên đánh nhau sùm rồi. Samira chết trước rồi. E3 chưa đến thì đồng đội đã bắt đầu team fight thắng. Và sau đó lượm nhẹ thêm cho mình một acid đến từ vị trí của Leona. Kêu đổi mạng được tới 3 thành viên đối phương thì chắc chắn là tràn vào phá nhà thôi. Bên kia không cần thì shadow ép đi các bạn. Đánh đấm cái gì nữa đây? Đánh đấm cái gì nữa đây? Binh lính đến từ bên phía của team E3. Axan lao ra bắn Ashe nhưng không hồi sinh được ai cả. Bị tốc biến lên cắn ở vị trí của Nidalee và cút luôn rồi. Cút chắc rồi các bạn ơi, Nasus đâu rồi nhở? Nasus cắn chân 3 nhảy đâu rồi nhở? Ở đây là Sylas, còn mình Sylas nó sẽ đẹp rồi. GG. Ok chưa? Tầm kim cương 3 đấy anh em ạ. Tìm cương, tức tự nhiên tầm kim cương 2, kim cương 3 gì đấy. À, cao này đúng rồi, tôi check là như vậy. Kim cương 4 đấy anh em ạ, tầm kim cương 4 nữa. Check xem bao nhiêu đam ấy nhở? 40.000 sát thương cho con Taymor này. Một giáo án khá là chất chơi người rơi đến từ ăn cham Temo mấy chủ siêu cấp Trung Quốc. Thanh niên này có những thời điểm từng leo lên top thách đấu mấy chủ mùa giải trước. Mùa giải trước mình xem thì top thách đấu, nhưng mùa này thì mình không biết là có đánh à, cao chính hay không, mình cũng không xem. Chỉ là vô tình thấy một giáo án hay nên là làm clip đăng lên cho anh em tham khảo thôi. Đây là một trick rất hay khi đánh cùng với Nasus. Và cái trick hiệu quả là cái trick đánh cái thanh tẩy anh em ạ. Đánh cái thanh tẩy đánh với Nasus là cực kỳ hiệu quả. Các bạn mang thứ đó các bạn có thể đè lên nó, nhưng mà đến level 6 nó có thể kêu dừng lên từ nhà ăn trường là các bạn. Nhiều khi solo thua luôn đó. Nó tốc hành, nó lão hóa, nó bổ quy từ nhà ăn trường là chết đấy anh em nhé. Thanh tẩy là rất cần thiết. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha. Đừng quên lại những lượt like và lượt subscribe cũng như đề xuất những content mà các bạn muốn Văn Tùng review để anh em ta có thể có những giao án bổ ích nha anh em nhé. Vừa giải trí vừa để leo rank. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha. Bye bye.